Gì đấy? Còn đấy. Xin chào mọi người nha. Bữa nay mình sẽ làm một món rất là đặc biệt, không phải vùng miền của mình. Mình chế lại theo một cái món của vùng Tây Bắc. Chú đầu bếp mà lái xe tăng cái gì? Thì bữa nay là mình sẽ làm món là bò gác bếp nè mọi người. Mình chế lại theo cái món mà thịt trâu gác bếp của vùng Tây Bắc á. Thì không biết sẽ có thành công hay không thì xin mời mọi người theo dõi nha. Thì để mà làm cái món này á, thì mình cũng có tham khảo ở trên mạng á mọi người. Cái nguyên liệu của nó thì ngoài thịt trâu á, thì mình thay bằng thịt bò á, thì sẽ có gừng nè. Gừng, tỏi, tiêu, ớt, sả. Thì bên cạnh đó là không thể thiếu là hạt mắc khén với lại hạt dổi. Thì hạt dổi này trước khi làm thì mình cũng có nướng sơ rồi cho nó thơm lên á, nó dậy mùi nó thơm lên á. Thì mình sẽ sơ chế những cái này xong mình sẽ giã nhuyễn và trộn nó lại, sau đó mình ướp sơ với một ít gia vị rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Bây giờ là giã mấy cái gia vị nè, giã gừng, tỏi, hạt dổi, mắc khén rồi chờ trộn vô hết với nhau. Chuyện cá ăn cơm trưa nè mẹ. Rồi mình cho hạt dổi với mắc khén vô mình giã chung luôn. Ớt vào, cho sả vào luôn. Đó. Bây giờ làm thì mình phải lọc mấy cái mỡ này ra nè. Mỡ với gân nha. Mỡ gân mình nướng hơi dai lắm. Mình đặc biệt hơi dai lắm. Mỡ ra nè. Mấy cái này lạng ra thì lát mình thảy vô nồi canh luôn nha mọi người. Cũng không có phí gì đâu. Bữa nay mình ăn cơm với cá chiên với lại canh thịt bò nấu với thơm.
mình sẽ cắt thịt sẽ có thớ dọc nha mọi người, đừng có cắt dày quá mà cũng đừng có cắt mỏng quá. Thớ cỡ vậy nè, rồi lát nữa cái phần mỡ phần gân còn sót này mình sẽ lạng sạch. Thơm quá em ha, mùi này thơm đặc biệt đấy chứ. Bây giờ mình sẽ ướp một chút gia vị vô đây, rồi mình sẽ bỏ thịt vô mình ướp nha mọi người. Rồi, cái gia vị nó quyện lại nè mọi người, nó quyện lại mà nó đều như vậy là được nha. Rồi bây giờ mình nghĩ hỗn hợp nó cũng đã đều rồi đó, bây giờ mình sẽ cho bò vào mình ướp nha mọi người, ướp khoảng nửa tiếng là mình đi lên mình gác bếp được rồi. Thì mình ướp thì mình cũng bóp bóp nó nè mọi người, massage nó nè cho nó đều từng miếng thịt. Thơm lắm, cái mùi hạt dở nó khén nó thơm dữ lắm. Trong khi chờ thịt nó thấm vị á mọi người, thì mình cũng vừa mới hun khói nè, đốt than lên thì xíu nữa là than có khói có lửa rồi đầy đủ rồi, thịt cũng thấm vị thì mình sẽ móc mình sẽ treo lên, mình gác lên đây. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ nấu cơm ăn, canh thơm thịt bò. Có mấy cục thịt vịt dư quăng vô luôn, chế đại mọi người ơi, có hai đứa ăn là nên nấu đại luôn. Vậy canh sôi rồi thì mình cho thịt bò vào. Canh nó sôi nhẹ lại thì mình cho hành lá vào nha mọi người. Canh này là mình cũng chế chút xíu rồi, miễn sao cũng ngon là được.
giờ ăn cơm luôn ha. Rồi xin mời mọi người ăn bữa trưa với tụi mình nha. Sáng giờ lu bu mọi người ơi. Xin mời mọi người cơm tụi mình ha. Mình ăn miếng cơm xong rồi tí xíu nữa mình sẽ móc thịt vô mình gác. Mình gác lên luôn. Ngon. Ngọt ha. Ngọt quá. Canh ngọt quá. Cái xả rồi mọi người chịu khó chà chà miết miết nó vô nha mọi người cho nó thơm rồi. Rồi bây giờ tụi mình sẽ gác lên nha. Tiếng đồng hồ rồi nè mọi người, nó khô hết rồi nè, rồi đập ăn được thử không, cách thử ha, ăn được rồi đó, ăn đi. Thử biết là ngon không? Ngon em. Ngon. Thơm lắm. Cái mùi mắc khét thì giỏi không? Thơm quá trời. Rồi bây giờ mình đập ra mình ăn thử nha mọi người. Đập cho nó mềm. Để cho nó bay mắc khét khét lại được không? Đập sương sương rồi mình xé sợi ra. Xong rồi giờ mình xé ra nha mọi người. Xé sợi ra. Chù chà cái miếng nè.
chuẩn rồi, chuẩn rồi mọi người. Dài vậy ha. Này thì mình phải xé nhỏ ra chứ để dày quá là bị dai á. Nhỏ thôi. Thơm thơm bò quá nè. Cái này con trai ăn được không em? Sợ trường. Cái món chấm mà để ăn với cái món này á mọi người thì mình sẽ làm hai loại. Một loại là một cái là tương ớt, một cái là nước chấm có hạt mắc khén vô nha. Muối, hạt mắc khén. Tương ớt hay không? Đúng rồi, này tương ớt. Rồi cái này nước chấm này muối, ớt rồi mắc khén, vắt một miếng chanh vào. Thơm ha, bắt khén lên thơm á. Thì tùy mình muốn ăn nước chấm loại nào thì chấm nha mọi người. Ví dụ cái thịt mình làm nó nhạt á thì mình có thể chấm thêm muối. Còn mà thịt nó cũng đã vừa đủ rồi thì mình nghĩ chấm tương ớt là đủ rồi. Thì ở đây mình trước khi ăn mình sẽ vắt vô một miếng chanh nha. Mình rưới lên một ít chanh á cho nó thấm vị một chút. Vì vậy ăn tới đâu mình xé tới đó chứ mình không có sợ ăn không hết rồi nó phí nữa. Đó. Dạ ok. Rồi mọi người ơi, mình xin mời mọi người một miếng bò gác bếp nha. Để mình ăn thử coi như thế nào. Ngon lắm mọi người. Vừa vị luôn. Chấm miếng muối thử. Vừa cay luôn. Khén cay lắm á. Ngon lắm Tâm ơi. Là thử quết một miếng tương ớt nha. Ngon lắm á. Rồi lần đầu làm như vậy là thành công rồi. Miếng này mình làm mọi người miếng nha. À, bò biết nè, muối tiêu, muối ớt. Chắc rồi. Ha, ngon ha. Chấm cũng ngon mà thịt cũng ngon nữa. Thịt ở trong có mềm mới dùng. Ở ngoài cũng cứng mà ruột vẫn còn mềm. Đúng rồi. Ngon thì phải xuất sắc à. Cái miếng đang uống mình ăn. Ngon. Chấm nước chấm này ngon hơn chấm tương ớt á. Mà mọi người thêm miếng nữa nha. Giờ mình nãy mình chấm mắc khén, giờ mình chấm với tương ớt thì coi nó chuyện nó làm sao. Ốc sên đó con. Bà ốc sên đang bò đi đó. Không nói chuyện với bà ốc sên đi. Ốc sên ơi. Ốc sên bỏ đi đâu. Bạn nói. Đừng nóng nha con. Nóng nóng này nóng gì. Thầy tí xíu đi. Đi qua đây ạ. Con lấy nữa. Con lấy gì? Con lấy nè. Ok. Con lấy đó. Thôi thì nó thẳng như con. Rồi cho con á. Lên vô phòng đi. Lên vô phòng đi. Chơi đi. Rồi lại chiếu cho bạn ốc sên đi. Cho bạn thấy đường bạn đi. Bạn ơi. Bạn. Bạn cài. Bạn đang đi đó. Bạn đang đi hả? Bạn sao bạn? Sao bạn không dê lại? Sao dê lại? Bạn đang đi sao bạn dê lại con?
của mấy. Như khô bò là nó sẽ khô hết luôn. Còn này ở ngoài khô mà ở trong nó mềm. Thì bây giờ clip cũng đã dài rồi. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi hết câu chuyện hôm nay của tụi mình nha. Sao? Tạm cũng tối rồi, tạm biệt mọi người ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những clip sau. Chào mọi người nha. Rồi, cái này mình chắc mình giờ đóng gói dùng để dành ăn kỳ tự. Ha. Để là túi zip em bỏ vô ha. Để hộp cũng được. Thì túi zip xong rồi hai hộp luôn. Hộp luôn hả? Ừ. Không được ha. Được chứ. Quá trời thơm luôn nè.